Xin chào các quý khách hàng của thẩm mỹ viện Lamia. Hiện tại thì Thu Phương đang có mặt ở nhà chị Ngọc Anh, là một vị khách đã giảm béo thành công của Lamia bằng công nghệ Liposonic. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị Ngọc Anh một chút về cái liệu trình giảm béo của chị ạ. Cái ngày mà chị chưa đi giảm béo ấy, cái ngày mà chị mới bắt đầu đến với Lamia thì nhảy lúc đấy là chị khoảng bao nhiêu cân vậy nhỉ? Lúc đấy chị còn độ 61-62 cân thì... Có thể thấy được là chị Ngọc Anh ngày đó quý vị có thể nhìn thấy vùng bụng tập trung rất là nhiều mỡ. Hết một liệu trình thì chị giảm khoảng 11 cân. 11 cân ạ, là bây giờ chị còn 50 cân thôi đúng không? Vòng bụng thì giảm được 17cm ạ. Đấy, quý vị ơi, với một thân hình đồ sộ như trước kia thì sau một liệu trình tại Lamia thì chị Ngọc Anh đã giảm được 11 cân đúng không ạ? Và chị Ngọc Anh có chia sẻ với Thu Phương là đã sống chung với béo là gần như 8 năm nay rồi. Và công việc của chị lại là công việc văn phòng nữa, cũng phải cần ngoại hình và tận, nhưng mà lại không có nhiều thời gian đúng không ạ? Thì chị có thể chia sẻ những khó khăn lúc đó khi mà mình có tìm đến những phương pháp tập luyện nào hay không khi mà mình bị lúc đấy thì cái cơ thể mình nó béo ấy thì mình cũng đi đâu mình cũng ngại, đi đâu cũng rất là thiếu tự tin mà không muốn đi ra ngoài luôn ấy, cứ đi làm về là ở trong nhà thôi, chẳng muốn đi đâu cả. Thì nhiều mấy bạn thân thì nó cứ nói là bây giờ mày làm cách nào mày giảm đi chứ, cứ càng ngày mà càng to như thế thì kiểu đi đâu nó cũng không được tự tin mà nó xấu ấy. Thì con gái nó phải xinh phải đẹp chứ, lần này người cứ to như ở cái cóp ấy. Lúc đấy cũng ngại lắm, xong về là cũng đi tìm hiểu cho mọi người kia để xem là có cái phương pháp gì không. Thì cũng nghe người nội kia giới thiệu thì mình cũng mua cái thuốc giảm cân này, xong là nhìn ăn này, tập lắc vòng lắm, biết là đeo đai quấn nóng cái thứ đấy, nhưng mà mình làm mấy cái đấy nhưng mà nó cũng không hiệu quả. Tại vì mình cũng không có thời gian mà tập, chỉ loanh quanh trong nhà thôi, thì còn bận bịu con nhỏ rồi cơm nước chiều đến bận lắm, không tập được. Thì cái lúc mà mình nhịn ăn với lại uống thuốc thì nó kiểu như nó mệt mỏi ấy, cứ hoa mày chóng mặt, nó không có sức khỏe, mà mình cũng không duy trì được lâu. Thì cái lúc mà mình cố gắng nhịn với lại uống thuốc thì nó giảm được 1-2 cân, đến sau là không duy trì được thì nó lại tăng lên như bình thường. Tăng lên. Thì cũng do là tập thủ của mình là con nhỏ rồi công việc cũng không có nhiều thời gian đúng không ạ? Ngày hôm nay mình lại không thấy con bé nào ở nhà, chắc là đang đi học hả chị? Bé đang đi học rồi. À thế ạ, thứ bảy vẫn phải đi học. Ngày thứ bảy đi học. Dạ vâng ạ. Thì chị có thể chia sẻ về cái lúc mà đào thải ấy, ngày thứ mấy là chị có thể thấy hiện tượng đào thải? Cái hôm đầu tiên ấy, khi mà chị đi làm về tầm độ 6-7 giờ tối ấy, thì đến nửa đêm chị đi vệ sinh tầm 1-2 giờ thì mình đã thấy có những cái váng mỡ rồi. À, có hiện tượng đào thải luôn rồi ạ. Thế nó đào thải ngay từ ngày đầu tiên rồi. Vâng ạ. Lúc đấy mà mình nhìn thấy cái đấy thì mình có bị sốc không chị? Nói chung là mình nhìn thấy thì mình cũng sợ đấy, nhưng mà khi mà nghe bác sĩ tư vấn thì mình cũng thấy là đó là hiện tượng bình thường ấy. Dạ vâng, thì mình đúng rồi. Yên tâm thôi. Hiện tượng rất là tốt là mình đã có cái sự đào thải, thấy người nhẹ nhõm hẳn luôn đúng không chị? Thì mọi người đến thì bác sĩ cũng tư vấn kỹ lắm, cũng nói là khi về nhà thì nó sẽ đào thải như này này. Thì mấy ngày đầu nó sẽ như thế này và những ngày sau nó sẽ như thế kia, thì mình thấy là nó cũng bình thường thì mình yên tâm. Dạ vâng ạ. À, thế thì chị ơi, cái lúc trong lúc mà mình làm liệu trình ấy thì chị cảm thấy như thế nào khi mà mình tiếp xúc với công nghệ này? Thì chị cảm thấy như thế nào? Khi mà mình làm ấy thì các bạn ấy massage bụng này, đánh rửa mỡ bụng này, xong là đi máy này. Thì nói chung là ngày nào cũng mỗi một lần đến thì đều làm như thế, cái biện pháp như thế. Thì mỗi lần làm khoảng 1 tiếng. Thì người ta thoải mái không ạ? Chị thấy rất là thoải mái mà nằm mình cảm tưởng như là mình ngủ ngay được ấy, kiểu nó êm ấy, nó dạ vâng. Massage nhẹ nhàng ấy, mình ngủ ngay được ấy. Dạ vâng ạ. Thì chị, em thấy là chị thường tranh thủ đi vào khoảng thời gian khoảng 5-6 giờ tối thôi đúng không? Khi mà chị tan tầm thì lúc về nhà khoảng 6 giờ thì bắt đầu chị đi. Dạ vâng. Thế là mình cũng không phải đón bé à chị? Đón bé thì đã có, ở nhà đã có bà đón rồi. À, xứng chắc chị rồi đấy ạ. Đấy. Thế lúc mà mình đi làm như thế thì người thân mình có ủng hộ không chị? Đầu tiên là chị cũng giấu, chị không dám nói đâu. Chị giấu ạ. Nhưng mà khi có kết quả rồi thì mọi người mới hỏi thì mình mới nói. Lúc đấy thấy cơ thể mình thay đổi nhiều quá đúng không chị? Đầu tiên cũng ngại, cũng sợ ông chồng nói, ông chồng không cho đi ấy. Tại vì mình cũng thử những biện pháp trước rồi mà chưa hiệu quả. Bây giờ đi sợ nó không hiệu quả mà sau này nó ảnh hưởng sức khỏe các thứ ấy. Thì ông cũng không cho đi ấy. Thế nhưng mà mình giấu, đầu tiên là mình giấu. Thế sau một khi mà làm xong cái liệu trình đấy ấy, thì thấy cơ thể nó giảm mà mình sức khỏe mình không có ảnh hưởng cái gì cả. Dạ vâng ạ. Vẫn thích khỏe mạnh bình thường mà không có làm sao, thì bắt đầu lúc đấy thì nói ra để ông mới biết đấy. Là bắt đầu thấy là vui lắm. Quay ra ủng hộ đúng không chị? Đây như bây giờ quý vị có thể thấy là sau một liệu trình chị Ngọc Anh đã thay đổi rất là nhiều. Bây giờ là chỉ mặc những cái bộ body này đấy, rất là đẹp rồi đúng không chị? Cả một tủ quần áo toàn váy vóc đẹp cũng không dám mặc. Toàn mặc những cái bộ kiểu dạng mà lúc mà mình bầu mình mặc rộng rộng thùng thùng ấy. Đúng rồi, váy suông các kiểu. Béo thì toàn mặc những bộ đấy thôi. Vâng. Để chân che cái bụng mỡ đi ấy. Đúng rồi. Bây giờ thì bỏ hết rồi, toàn mặc những cái bộ này thôi.
phụ nữ sinh nào cũng sẽ gặp phải cái tình trạng béo bụng rất là nhiều, mà cái việc lấy lại dáng rất là khó đấy ạ. Còn bây giờ thì vóc dáng của chị Hoa như em thấy, với cân nặng bây giờ chỉ khoảng 50 cân đúng không? Nhìn người rất là thon gọn, bụng cũng rất là thon gọn này. Đấy, quý vị có thể thấy nó có thể giảm được như này đâu. Tại vì bụng mình nó béo, mà béo mấy năm rồi, mình chắc là cũng không giảm nổi. Sợ giảm là chỉ giảm một vài cân thôi. Sợ mỡ của mình nó bị cứng đấy. Rồi đúng không chị? Đây, em thấy bây giờ là nó rất là mềm mại rồi. Người rất là mềm mại. Nghĩ là nó giảm được nhiều như này. Bây giờ thì cứ như kiểu là ngày xưa con gái ấy. Thế hồi đấy là, hồi con gái là chị khoảng bao nhiêu cân ạ? Con gái chị cũng 50 cân. Cũng 50 cân. Thế là bây giờ mình lấy lại số cân nặng như hồi con gái rồi còn gì đúng không? Bây giờ em như này mọi người cũng bảo là không thể tin được là mày có thể về nhanh được như thế. Vâng. Không nghĩ là về nhanh được như thế mà. Mọi người có hỏi cái phương pháp của chị không? Cũng hỏi đó. Thế thì làm thế nào mà sao lại con mới có một thời gian ngắn mà lại đã giảm được như thế? Vâng. Thì mình cũng chia sẻ là mình đến Namibia thì hiện một liệu trình thôi là nó đã được như thế rồi. Dạ vâng ạ. Thì đây cũng là một cái ưu điểm rất là lớn của cái biện pháp này, là bởi vì dành cho các chị em mà không có nhiều thời gian, chị vẫn bận chuyện gia đình, chuyện con cái, mình chỉ dành khoảng mỗi buổi khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ thôi đúng không? Và mình có được cái kết quả như này cũng là may, là mình cũng rất là hiệu quả. Cái phương pháp của mình áp dụng với chị rất là hiệu quả, bởi vì chị đã giảm ngay từ cái buổi đầu tiên rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Thấy cái hiện tượng đào thải ngay từ buổi đầu tiên. Thì nó đào thải dần dần đấy. Ngày đầu tiên là bắt đầu đã đào thải rồi. Tại vì chị cũng đã nản vì những cái phương pháp trước rồi đúng không ạ? Thì đúng. Buổi phương pháp này thấy cái hiệu quả ngay như thế thì mình thấy yên mấy tâm năm hơn giờ nhiều. 8 năm, 7, 8 năm. Thế cứ béo béo xong cứ nhịn ăn thì chắc không nhịn được. Thì cứ vẫn cứ ăn uống bình thường thì mà nhịn thì nó cũng chẳng giảm. Đâm ra mình cũng mà nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe nữa đúng không chị? Cứ nhịn là mình mỏi hoa mắt chóng mặt, không đủ sức khỏe để mình tiếp tục làm công việc. Thế thì sau khi mà mình giảm béo xong, cái sức khỏe của mình nó thay đổi như thế nào, chị có được cải thiện nhiều không? Sau khi giảm béo xong thì mình thấy là cái cơ thể của mình nó nhẹ nhàng ấy, đi lại nó nhẹ nhàng, nhanh nhẹn hơn. Thì cái sức khỏe thì nó cũng nó khỏe hơn và cảm thấy cái tinh thần nó tươi trẻ hơn ấy. Vâng, em nghĩ là cái tinh thần quyết định rất là nhiều, bởi vì mình tự tin hơn mà mình sẽ thấy vui vẻ hơn, tự nhiên lúc đấy mình trong người mình lại thấy khỏe đúng không chị? Đấy. Bây giờ chắc là chịu khó đi chơi hơn rất là nhiều rồi, không rủ ở nhà như ngày trước nữa. Đấy, ngày xưa thì bạn ông chồng rủ đi cũng chẳng dám đi đâu, khổ lắm. Đi cùng ông thì bạn bè ông lại cứ cười ấy. Mình ngại đúng không? Sợ vợ mày như kiểu là sợ là số 10 à chị? Cứ xô xề người đâu mà cứ xô xề, mà vợ con người ta thì đẹp lắm. Wow. Ông chồng nhà mình đi thì cho đi thì ông cũng ngại, mà mình đi cùng thì mình cũng ngại. Tại vì gặp các vợ của các bạn ấy, thì mình cũng thấy mình béo hơn, xấu hơn thì mình cũng không tự tin. Lần sau đi rủ đi mình chả đi. Chả đi luôn. Nhưng bây giờ thì tự tin hơn rồi đúng không ạ? Thì cũng thích cho vợ đi. Dạ vâng. Đi đâu cũng thích cho đi cùng. Tại vì bây giờ con cái của mình cũng lớn rồi thì mình sẽ dành thời gian để mình chăm sóc cho bản thân, mà chị còn rất là trẻ nữa. Thì quan tâm đến không chỉ ngoại hình mà còn nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe, bởi vì béo nó sẽ kéo theo rất là nhiều cái vấn đề về sức khỏe đấy ạ. Bây giờ con lớn rồi thì mình nó cũng có thể là tự đi học hoặc là về nhà nó có bà đỡ cho cơm nước gì đấy. Vâng. Thì mình cũng có thời gian rảnh hơn, thoải mái hơn. Thế thì anh lúc mà biết đấy thì những cái buổi đấy anh có đưa chị đi không? Ví dụ như những buổi cuối cùng mà anh đã biết rồi ấy, anh có ai đưa chị đi không? Không, mình giấu thì đến lúc mà gần xong rồi mình mới nói. À, có nghĩa là giấu đến lúc kết thúc liệu trình luôn. Thế anh thấy chị trong cái quãng thời gian hơn 1 tháng đấy mà thấy đẩy nhiều như thế mà anh cũng không thắc mắc ạ? Tức là nó giảm dần. Thì trong khoảng hơn 1 tháng đấy thì cứ giảm dần thì đầu tiên thì cũng nghi nhưng mà cũng không dám hỏi là tại sao mà lại đợt này kiểu như nó giảm như thế. Đến lúc khoảng độ hơn 1 tháng thì thấy cái kết quả nó kiểu thay đổi rõ rệt đấy. Thì lúc đấy mới hỏi thì mình mới nói. 1 cân cơ mà chị đấy. Chứ còn bình thường nó cứ giảm dần thì cũng không nghĩ gì đâu. Dạ vâng ạ. Thì ngày hôm nay rất là cảm ơn chị Ngọc Anh đã dành thời gian cho Lamia để chúng em có thể trò chuyện cũng như là chia sẻ với quý vị đang theo dõi livestream. Thì em xin chúc cho chị Ngọc Anh sẽ giữ được vóc dáng cân đối như thế này để mình có thể tự tin này, thoải mái và thành công trong cuộc sống cũng như công việc chị nhé. Một lần nữa cảm ơn chị rất là nhiều ạ.